não sau khi có con gái. Sau khi bộ phim Tết gặp sự cố, Trường Giang bất ngờ có cuộc trò chuyện với truyền thông, nổi tiếng là người khá kín tiếng về đời tư sau khi kết hôn. Đây là lần đầu tiên hiếm hoi Trường Giang chia sẻ về đời tư của mình. Trong cuộc phỏng vấn lần này, Trường Giang tiếp tục hé lộ về con gái của mình. Sau khi kết hôn với Nhã Phương, Trường Giang không tiết lộ bất cứ thông tin nào về việc Nhã Phương mang bầu, thậm chí là sinh em bé. Sau thời gian giấu giếm, Trường Giang giờ đây đã thoải mái chia sẻ về đời tư của mình, đặc biệt là con gái. Trường Giang cho biết, thời điểm anh biết Nhã Phương mang thai, cả hai đã khóc cả đêm vì hạnh phúc. Sau khi có con gái, Trường Giang phát hiện mình bị mắc bệnh hư não. Nam danh hài họ Võ cho biết, khi có con anh mới nhận ra mình khác biệt, đi đứng ăn uống cũng khác biệt vì con nhìn thấy. Có thể nói, sau khi kết hôn thậm chí sinh con gái, Nhã Phương và Trường Giang ngày càng khiến nhiều người hâm mộ về cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc.